Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Văn hóa Quan họ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình trước chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn một số thông tin về làng Quan họ Hữu Chấp. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về làng Quan họ này. Và như thường lệ, vị khách mời quen thuộc của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi. Vâng, chào Thanh Huyền, chào quý vị khán giả xem đài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hữu Chấp là một làng Quan họ thuộc phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh. Những người dân đã và đang sống tại thành phố Bắc Ninh nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung, có lẽ nhiều người chưa từng được đặt chân đến làng Quan họ Hữu Chấp. Nơi đây từng nổi tiếng là một làng Quan họ truyền thống từ xa xưa, với tư cách là một làng khai hội cho cả vùng Kinh Bắc. Thưa nghệ sĩ, trò kéo co xưa theo như Thanh Huyền được biết thì không chỉ có ở riêng làng Chấp, hội Chấp mới có. Vậy kéo co ở làng Chấp có gì đặc biệt? Xin ông có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Tôi cũng đã có cái tìm hiểu, đã có cái sưu tầm một chút chút về hội kéo co, mặc dù chưa thật sâu lắm. Nhưng tôi có thể khẳng định với Thanh Huyền, với quý vị là không ở đâu có hội kéo co như làng Chấp. Ở đâu thì tôi không biết, nhưng ở Việt Nam đó thì vừa rồi đó là cái tổ chức xét về cái tiêu chí đó đã đưa cái hội kéo co của làng Chấp trở thành di sản văn hóa của quốc gia, đạt cái cấp quốc gia. Điều đó chứng tỏ rằng ở Bắc Ninh, ở Việt Nam chưa có một cái hội nào có thể vượt qua hội Chấp về cái chuyện kéo co. Vì thế tôi có thể nói với quý vị, với Thanh Huyền, kéo co làng Chấp không giống bất kỳ một cuộc kéo co nào mà chúng ta đã từng xem. Không chỉ làng Chấp đâu mà ở đâu đâu người ta cũng có cái trò kéo co này trong những ngày hội. Nhưng đó chỉ là trò vui, chỉ là trò rơi, đơn giản chỉ là trò chơi mang tính thể thao. Thế nhưng mà hội kéo co của làng Chấp đó, thì không chỉ đó là một cái hội thể thao, đó là một trò vui trong ngày hội của phần hội, mà hội kéo co của làng Chấp còn mang theo cả những cái tín ngưỡng, mang cái tâm linh, mà nó là mỹ tục, nó là một mỹ tục độc đáo riêng có của làng Chấp. Tôi lấy ví dụ như là nói đến hội của làng Đồng Kỵ mà không nói đến pháo của làng Đồng Kỵ, không đến thi pháo thì Đồng Kỵ không còn là hội Đồng Kỵ nữa. Nói đến làng Ó thì mà lại không nói đến chuyện bán gà đen, không nói đến chuyện mà chợ mua mấy bán rủi thì không còn là làng Ó nữa. Hay nói đến hội của làng Yên Mẫn mà không có cái trò chơi chạy chữ thì cũng đã giảm đi một phần quan trọng. Cho nên đây là những trò chơi đặc thù của những ngày hội xứ Bắc, mà kéo co ở đây chính là một trò chơi như thế. Nó vừa mang tính tâm linh, nó vừa mang cái thuần phong mỹ tục văn hóa. Cho nên đó là đối với làng Chấp ấy, thì không chỉ những thanh niên kéo co mà ngay cả những cái người già trong làng, những cái cụ già trong làng đó là đã phải để tâm cả làng, từ già đến trẻ, từ trai đến gái, chuẩn bị cho cái hội kéo co này, chuẩn bị cho cái hội mùng 4 này từ trước đó nhiều ngày. Cho nên đó là đây là một cái thứ mà cả làng cùng quan tâm một cách cực kỳ tự giác và chu đáo. Ví dụ nơi khác kéo co thì chỉ dùng cái dây rừng, dây chão, thế thì mỗi một bên là cái đầm một đầu dây. Thế thì người ta chia nhau sao cho lực lượng nó đều đều để kéo co nó có thể găng lên một chút, tạo lên một cái sự hấp dẫn. Thế rồi có người đứng giữa phất cờ làm chỉ huy, thế nên là tốt lắm rồi. Nhưng kéo co của hội Chấp không kéo bằng dây, không kéo bằng chảo, mà kéo co hội Chấp là kéo bằng những cây tre. Người ta chọn những cái cây tre vừa tầm, tuổi tre cũng vừa tầm, cái kích cỡ cũng vừa tầm. Và sau đó thì người ta tết lên những cái cây tre đó những cái con nhện bằng những cái sợi mây rất là đẹp. Nó giống như là cái ngòi pháo của làng Đồng Kỵ đó. Quấn quanh thân pháo là cái ngòi mang hình những con rồng rất đẹp. Thì ở đây đó, quấn theo cây tre đó là hình những con nhện rất là đẹp. Thế còn những người tham gia mà kéo co đó thì không phải đi tìm bất cứ một người nào ở trong hội, ở trong làng, mà tất cả đều được những người cao tuổi trong làng tuyển chọn từ trước đó hết sức ngặt nghèo. Người đó không chỉ có sức khỏe đâu, mà người đó phải là một người mà tư cách đạo đức, cái nhân cách mà được mọi người quý mến, kính trọng. Cái gia đình đó là phải là một cái gia đình đó là may mắn, hạnh phúc, đề huề. Thế thì rất rất nhiều thứ liên quan đến cái tiêu chuẩn này. Và sau khi được rồi thì bấy giờ làng mới chọn vào.
Sau khi chọn rồi thì mới chia ra làm hai đội để kéo co. Thế cho nên là tôi chỉ nói sơ sơ thôi, thì cái cây tre, cái con nhện bám trên cây tre, thế rồi những trang phục kéo co cũng được làng chuẩn bị rất là chu đáo. Được trang phục đó là đóng khố, thế rồi thì là có những cái khăn quấn trên đầu, có những cái đai thắt ở ngang lưng, nó rất là đẹp. Trong cái ngày hội xuân của Hữu Chấp thì ngoài kia là quan họ ăn mặc trang phục rất là kín đáo, tế nhị, thướt tha, mớ bảy mớ ba. Trong khi đó bên cạnh đó thì những chàng trai khỏe mạnh, cơ bắp lại ăn mặc rất là thoải mái và trong những cái trang phục của thể thao để kéo co. Cho nên ngay cái hình ảnh đấy, tương phản đấy đã tạo lên đẹp mắt, hấp dẫn cho người đi hội rồi. Tức là vừa được thưởng thức bằng mắt xem kéo co, lại vừa được lắng nghe bằng tai để xem quan họ hát, vừa nhìn thấy những bộ trang phục rất là thướt tha đẹp đẽ của quan họ, lại vừa thấy cái sức khỏe mạnh của những chàng trai của Hữu Chấp. Và tôi có thể kết luận rằng trong cái trò chơi kéo co và quan họ chính là đặc trưng riêng có, là những nội dung chính trong những ngày hội xuân của Hữu Chấp. Vâng, thưa ông, kéo co ở làng Chấp thì riêng biệt và độc đáo như vậy, vậy thì quan họ của làng Chấp như thế nào thưa ông? Có một câu nói rất là hay. Hôm đó tôi về đây đó, làm phim, thì là chúng tôi có phỏng vấn cụ Thượng của làng. Thế thì cụ Thượng có nói cho chúng tôi nghe về cái lai lịch của làng Chấp, về quan họ của làng Chấp. Thì cụ nói rất là buồn. Cụ có nói thế này: làng Chấp xưa từng là làng quan họ cổ mà nay chả có tiếng tăm gì. Có mấy cụ hát hay thì chết cả rồi. Thì thông qua câu nói của cụ thôi thì bạn và khán giả cũng đã phần nào biết được diện mạo quan họ của làng Chấp rồi. Đó. Ngày xưa nổi tiếng như thế mà bây giờ chả tiếng tăm gì. Có mấy cụ hát hay thì chết cả rồi. Thật ra đấy, thì cái tiếng thở dài, cái lời của cụ đó thì nó chỉ đúng một phần. Nói chết hết cả rồi thì không đúng. Mà thông qua một số người cao tuổi, thông qua bà Mỹ, thì tôi còn biết là vẫn còn có ba liền anh liền chị. Hai liền chị thì liền chị thứ nhất năm nay là 99 tuổi. Liền chị thứ hai thì năm nay là 97 tuổi. Tuy thì vẫn còn sống, chưa chết như cụ bảo đâu, nhưng mà các cụ già rồi không hát được. Thế còn một cụ ông thì vẫn còn hát được, 85 tuổi. Mặc dù các cụ không hát được, nhưng mà sự đóng góp của các cụ cho phong trào quan họ là rất đáng kể. Hiện nay là các cụ vận động là con, là cháu. Có những cái cụ như là cụ Sử, cụ Trõi thì là con cháu đi tham gia quan họ rất nhiều. Mà có những nhà tới 3-4 cái thành viên trong câu lạc bộ quan họ hiện nay. Điều đó chứng tỏ rằng là cái quan họ khi Hữu Chấp ấy, nó giống như là một cái vườn hoa một thời nó đã lụi tàn. Suốt từ năm 1945 cho đến năm 1995 là quan họ Chấp gần như là không có. Thế nhưng mà vì nó là một cái vườn hoa, tuy hoa có úa, cây có tàn, nhưng mà gốc rễ của nó vẫn đầy nhựa sống. Vì thế, những năm gần đây, khoảng độ gần 30 năm, thì quan họ làng Chấp đã đứng lên và đã trở thành một trong những câu lạc bộ bắt đầu có tiếng tăm. Quan họ Chấp đã được giành giải, các cái cặp liền anh, liền chị đã giành được giải, nhưng mà tất nhiên còn khiêm tốn, chưa phải là giải của 150 câu mà giành giải trong 50 câu quan họ đầu xuân. Thế cũng là tốt lắm rồi. Vì thế cho nên có thể nói rằng là ở đây đó thì cái quan họ của làng Chấp đang phải hồi sinh. Và tôi cũng hy vọng với một cái sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, cái sự cố gắng của những thành viên trong câu lạc bộ, với sự dìu dắt của bà chủ nhiệm, thì tôi nghĩ rằng một ngày không xa, quan họ làng Chấp cũng giống như quan họ Đặng sẽ sánh ngang cùng với quan họ trong vùng. Vâng thưa ông, Hữu Chấp Hòa Long từng là một làng Việt cổ, một làng quan họ xinh đẹp bề thế, cách trung tâm thành phố Bắc Ninh chỉ 1 km đường chim bay, mà sao bấy lâu nay lại xa xôi cách trở là vậy? Xin ông có thể giải mã giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Đây là một cái câu hỏi, tôi có thể nói rằng đây là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là không chỉ có Thanh Huyền đâu, mà là có thể rất rất nhiều người sau khi xem chương trình này đó, khi biết về làng Chấp thì cũng sẽ hỏi một cái câu như thế. Tại sao cái làng Chấp, một cái làng Việt cổ hoành tráng như thế, một cái làng quan họ cũng rất là lẫy lừng như vậy, thế mà sao nó từ xưa đến nay hầu như người ta chả biết gì về làng Chấp?
Nó có rất là nhiều lý do, nhưng có một số những cái lý do mà chúng ta không thể quan tâm đến. Đó là thế này. Làng Chấp tuy cách Bắc Ninh không xa, cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 1 km đường chuyến bay, nhưng mà làng Chấp đó thì trước đây đó là thuộc về huyện Yên Phong chứ không thuộc về thành phố Bắc Ninh. Vì thế cho nên hầu như chả có liên quan gì đến người của thành phố Bắc Ninh nói riêng, còn người tỉnh Bắc Ninh nói chung. Thế và làng Chấp đó thì đó là giống như một cái làng mà tôi vẫn thường so sánh rằng nếu như là Mèo Vạc, Xí Mần là vùng sâu vùng xa của nước Việt Nam, của vùng phía Bắc, thì cái làng Chấp, làng Đầu Hàn, làng Diềm trước đây cũng giống như là Xí Mần. Rồi thì những cái làng mà xa xôi, tức là nằm ở tận cùng phía Bắc của xã Hòa Long, tận cùng phía Bắc của huyện Yên Phong và cũng tận cùng phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh, nằm ở biên giới giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang ven con sông Cầu. Cho nên có thể nói là cái nơi đó là sơn cùng thủy tận. Mặc dù chỉ cách Bắc Ninh rất gần thôi, nhưng mà làng Hữu Chấp giống như là một cái vùng sơn cước, sơn cùng thủy tận. Nó hẻo lánh, cuối xã này, cuối huyện này, cuối tỉnh này, nằm bên biên giới. Thế và nếu như Thanh Huyền có dịp, nó lúc nào đó lên Hữu Chấp, đi ra ngoài con đê của ven sông Cầu đằng sau làng Hữu Chấp, phía trước làng Hữu Chấp là cánh đồng lúa mênh mông, những làng gần đó thì cũng xa tít tắp. Đằng sau lưng là con sông Cầu, tuy rằng rất đẹp trong thơ ca, sông Cầu nước chảy lơ thơ, như vắng tanh không một bóng người. Ở trên đê đó chúng ta chỉ loáng thoáng thấy có vài ba đứa trẻ đi chăn trâu, và đây đó những đàn trâu, những đàn bò ăn cỏ. Thế còn thì không bóng dáng người, nhất là vào những buổi trưa, chúng ta đi trên cái con đê sau làng Hữu Chấp đó, gần như không có người. Một cái làng quê mà cách xa làng bạn, không có hàng xóm, không có ai qua lại. Người làng Chấp đi ra ngoài rồi lại về, chứ những người xung quanh chẳng ai đến Chấp. Ngày xưa con gái, con trai làng Chấp chủ yếu lấy vợ lấy chồng ở trong làng. Năm thì mười họa mới ra khỏi làng, nhưng cũng chỉ trong xã Hòa Long. Cho nên ấy, làng Hữu Chấp giống như một cô gái quanh năm đó cấm cung, không đi lại, không ra khỏi làng, loanh quanh trong lũy tre làng. Và tôi chợt nhớ đến một cái câu đó giống như là một cái lời than là: em như cây quế giữa rừng, thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay. Nhà em xa cách quá chừng, em van anh đấy, anh đừng thương em. Có thể có những chàng trai ở một cái làng nào đó cũng yêu một cô gái làng Chấp. Thế nhưng mà vì cái đường đi về Chấp ấy, nó gian nan, nó xa xôi cách trở, cho nên giống như trong cái câu thơ: làng em xa cách quá chừng, em van anh đấy, anh đừng thương em. Thế rồi thì em như cây quế giữa rừng, thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay. Áo gấm đi đêm đẹp thật, nhưng chẳng ai biết về làng Chấp. Cái lý do là một vùng hẻo lánh. Thế còn cái lý do mà phương tiện đi lại, thế thì chúng ta biết là mấy chục năm làng Chấp thuộc về huyện Yên Phong, mà thủ đô của huyện Yên Phong, trung tâm của huyện Phong là thị trấn Chờ. Thị trấn Chờ cách đây là khoảng độ gần 20 km. Cái 20 km bây giờ đó, chúng ta phóng xe máy, chúng ta đi vèo một cái chỉ 10-15 phút là đến nơi. Nhưng ngày xưa đó thì có thể đi cả nửa ngày chưa chắc đã tới nơi. Bởi vì cái con đường từ Chờ về bà làng Chấp này đấy, có một cái đoạn rất là hẻo lánh, rất là vắng người. Đó là từ Chờ về đến chỗ đường đê ở Dốc Đặng. Có những cái đoạn vắng mà rất nhiều cướp, đó là khu vực Chùa Sành khi về đến cái Dốc Đặng. Cho nên đi không chỉ là hoang vắng trên đường, hai bên đường không có quán xá, không có làng mà không có người, mà đường thì mưa thì trơn, mà nắng thì bụi, mà suốt cả chặng đường từ Chờ về là không một bóng người trong vòng khoảng gần 10 cây số. Người ta lại còn đồn rất nhiều cướp ở Chùa Sành nữa, thì là càng hãi. Thế thì đi cái đường về là như thế. Tôi đương kể cho bạn nghe cái chặng đường về với làng Chấp. Về đến Dốc Đặng rồi thì chúng ta lại còn phải đi lòng vòng mấy cây số nữa, đi qua là làng Đặng, qua làng Quả Cảm Vườn Hồng, rồi qua làng Diềm, đi qua một cánh đồng nữa mới về đến làng Chấp.
Cái đoạn ở trên kia thì chúng ta sợ vì cướp bóc, sợ vì đường xá xa xôi, sợ về bụi vì trơn mưa đường. Thế nhưng khi về đến Dốc Đặng rồi thì đó, chúng ta lại sợ cái khác. Chúng ta đi trong một cái đoạn đường dài mà hai bên đường chỉ cây cối tùm như là rừng hoang và hầu như không một bóng người. Vì thế cho nên cái đã nằm ở biên giới tận cùng cuối xã, cuối huyện, cuối tỉnh, lại đường đi nó là hẻo lánh như thế. Và cái thời ba cấp, bao cấp đó thì là khi mà cán bộ đi mà về đây thì cũng chỉ có cái xe đạp cà tàng. Thế đủ thấy rằng là cái đường đi nó xa xôi, cái phương tiện nó khó khăn như vậy. Cho nên đó, tất cả những cái thứ đó đó là làm cho người ta xa lánh Chấp. Hơn nữa làng Chấp thì lại cũng tự ti, cũng không đi ra ngoài nhiều. Cho nên đó, là dựng vợ gả chồng cũng chỉ loanh quanh, quan hệ làng xóm cũng chỉ trong xã, trong thôn thôi. Vì thế cho nên đó, là đó là cái lý do mà tôi đương nói với bạn, cái lý do mà tại sao làng Chấp ở gần Bắc Ninh mà lại là không mấy người biết tới. Thì chúng tôi ngày đó mà tôi đã về Diềm đấy, nhưng mà từ Diềm đứng sang đây tôi cũng chỉ nhìn qua cánh đồng thôi, chứ cũng chưa một lần vượt qua cánh đồng đó để sang làng Chấp. Đến ngay là mình đã về đến Diềm rồi mà còn không biết đến làng Chấp thì những người khác làm sao có thể mà tìm hiểu và biết về làng Chấp kỹ được. Cho nên đó là ở đây đó, đã xa càng xa, đã hẻo lánh càng hẻo lánh. Và người làng Chấp, quê hương làng Chấp, con người về vào cái mảnh đất này đó thì giống như là một cái vùng khép kín, ít người biết tới. Và hôm nay trong cái chương trình này đó thì tôi có thể nói với Thanh Huyền là đây là một làng Việt cổ, một làng quan họ truyền thống. Và từ nay thì tôi chỉ mong muốn là thông qua những chương trình về làng Chấp, qua những phim về làng Chấp thì mọi người sẽ biết đến Chấp, đến hữu Chấp và có một ngày hội tuyệt vời, có một cái truyền thống quan họ cũng rất tuyệt vời. Mong làm sao đó từ nay Chấp cũng giống như mọi người, mọi làng và luôn luôn sẽ hòa đồng cùng với quan họ ở muôn phương, hòa đồng cùng với bạn bè mọi nơi để đón bạn bè về đây thăm Chấp và mối quan hệ Chấp và các làng quan họ ngày càng thắm thiết hơn. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ Phạm Đăng Mùi đã tham gia chương trình Văn hóa Quan họ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn hóa Quan họ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh tới đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.